Ok, anh chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Và mình là Stopper Gaming đây các bạn. Và ngày hôm nay thì trước mặt của các bạn đây chính là anh áo đỏ và khứa xanh các bạn ha. Thì vào ngày hôm qua thì anh áo xanh với lại khứa áo đỏ này á thì đã có một cuộc mà đại chiến với nhau kinh hoàng để tranh giành được đi cái con tàu ngầm du lịch ở ngoài biển đó các bạn. Thì sau cái trận chiến đó thì hai bên khứa xanh với lại khứa đỏ thì họ cảm thấy các bạn giống như là họ phải thuộc về nhau các bạn ha, họ là phải là một cặp đó, một cặp trời sinh các bạn. Cho nên ngày hôm nay thì để kỷ niệm cái ngày sinh đó thì khứa đỏ và khứa xanh sẽ rủ rê nhau đi phượt này các bạn, đi tham quan những cái danh lam thắng cảnh ở trong GTA 5. Thì tại vì anh khứa đỏ này nó cũng mới vô GTA 5 mà các bạn, đúng không? Mới vô thành phố này á thì gặp ngay khứa xanh cho nên là nó mới xảy ra chuyện đó. Rồi ok, ngày hôm nay thì hai anh em sẽ đi đâu ha? Hai anh em sẽ đi gọi là ở đây á, thì cái ngọn núi cao nhất trong GTA 5 này á thì là khứa xanh nó đi rồi các bạn ha. Cho nên ngày hôm nay thì khứa áo đỏ sẽ rủ anh khứa xanh qua một cái địa điểm mà anh khứa đỏ đã đi qua đây rồi nhưng mà đẹp hơn bên kia rất là nhiều. Đó chính là cái đường này nè các bạn. Đó, mình sẽ đi phượt đi lên cái ngọn núi này nè các bạn. Cái đây là có ngọn núi nó còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần cái ngọn núi cao nhất trong người ta năm nữa. Đó. Ok, let's go thôi các bạn ơi. Này khứa xanh với lại khứa đỏ mình cho ngồi lung tung lung ten luôn nha các bạn. Ủa xích ngồi đâu thì ngồi. Đấy. Phải như vậy. Phải một bên xanh một bên đỏ vậy nó mới chất các bạn. Đây nè, ở trên đó là khứa đỏ này chung với lại mình nè, mình là khứa đỏ nè, ở đằng sau là hai anh khứa xanh nè các bạn. Rồi ở đằng sau chiếc xe này á là một xanh một đỏ. Trời ơi cái đội hình đó mình nói với các bạn á, quá là ok luôn á, không có đội hình nào ok bằng đội hình này đâu các bạn ơi, chia rất là đẹp rất là đều luôn. Này các bạn coi lại nè, hai khứa đỏ ngồi trên đúng không, hai khứa xanh ngồi dưới đó, đằng sau thì một xanh một đỏ, quá là đã luôn rồi. Cái này ngồi vậy là tình anh em thêm gọi là càng ngày càng khăng khít. Ê, tàu lửa các bạn ơi, mình phải chạy nhanh qua thôi chứ mình mà lề mề là nó cho mình ăn nguyên cái đầu xe bay lên núi luôn á các bạn. Cái xe lửa nó chạy ghê lắm. Rồi ok ha, mình bắt đầu di chuyển thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay thì lưu lượng xe ở trên đường khá là đông á. Đây này các bạn, đó. Với lại cái đường đi á lên ngọn núi á thì nó cũng khá là xa ha. Cho nên thì mình cũng phải đi từ từ á. Ây giờ ở đây có nguyên một chiếc Bobcat luôn này các bạn. Mấy con xe hiệu ở trong đây là ở ngoài đời không có nha. Nó chỉ là ở trong xe thôi. Ở bên đây có khứa áo cam rồi các bạn. Đụng luôn các bạn ơi. Đụng luôn nè. Đụng luôn. Sao? Tôi muốn chơi với tôi không? Hội lì thôi chứ các bạn, đụng mà không té luôn. Thôi coi như ảnh may mắn mình không có đụng mình nữa nha. Đụng đến nữa bút súng ra bắn mình á. Mấy anh này nguy hiểm lắm. Ê! Ôi ôi, hai anh chạy mô tô gì kỳ á anh trai. Hai anh làm em đụng bên cái hàng rào của người ta luôn à. Ôi ôi, ba người, bốn người luôn các bạn ơi. Hình như mấy anh này cũng đi phượt hay sao ấy. Nhưng mà mấy anh đi phượt bằng ô tô, mình đi phượt bằng ô tô các bạn ha. Nó cũng không vấn đề gì các bạn, vẫn ok. Rồi tiếp tục thôi. Ôi ôi, xém xíu nữa là hả mình ăn luôn nguyên cái con xe đó rồi các bạn ạ. À, rất là đa dạng các bạn ha, ô tô cũng có nè, mô tô cũng có, xe đạp cũng có nè. Rồi mình bắt đầu đi vô đây để hành trình leo lên ngọn núi này thôi các bạn ơi. Hình như mình nghe ở trên ngọn núi này là có ma nè các bạn. Các bạn biết á,
Là con ma ở trên ngọn núi này nằm ở đâu không? Để sẵn ngày hôm nay thì cho anh áo xanh với lại anh áo đỏ hả, tận mắt chứng kiến luôn ha. Mình nghe nói là mấy căn nhà nào mà ở gần ngọn hải đăng á các bạn, là thường hay có ma lắm. Tại vì là cái ngọn hải đăng này á, nó cứ sáng mà sáng đêm tối ngày vậy đó, cho nên rất là dễ thu hút những cái vong linh đồ á, cái hồn ma rồi nó trú ngụ đó các bạn. Nhưng mà cái này á là chỉ theo cái suy nghĩ mình vậy thôi nha, chứ mình không biết là có như vậy thiệt hay không. Nên mình sẽ cho anh áo xanh và anh khứa đỏ lên đây để xem thử là con ma nữ như thế nào ha. Ê mấy anh trai, đường là đường của em nha mấy anh trai. Mấy anh trai không có chạy qua thì đường khác giùm em nha. Em xe lớn mà mấy anh trai, nhường đi. Ok mấy anh trai, quá là ok luôn á. Không như còn dễ nói với mấy anh trai luôn á. Mấy anh trai tuyệt vời, 10 điểm. Ây da, trời ơi, lâu quá mình hả quên đi đường nào luôn á các bạn. Với lại cái đường này nó khá là nhỏ, cho nên nó cũng gây cho mình không ít khó khăn khi mà đi con xe này á. Trời ơi là trời, rồi không nhờ cái này là mình chắc mình đâm xuống dưới luôn rồi đó. Không sao, mình vẫn còn rất là ok. Tân đây thôi. Đó, như mình đã đi ở lên cái chỗ này vào mấy tập trước ha, thì ở đây á, nó vẫn có những cái hồ bí mật, nước nó cực kỳ mát và cực kỳ sạch, cực kỳ trong luôn các bạn. Đó, như ở đây nè, thấy không, cũng đã luôn các bạn ha. Được lên đây mà nhảy xuống đây tắm thì chắc mình nói là không muốn về luôn á các bạn, không muốn về luôn. Các bạn hãy cứ tin mình đi. Trời, ngọn núi cao dữ. Mình tiếp tục cuộc hành trình thôi các bạn ơi. Nếu như mà chạy lên tới đây á, mà các bạn á, sợ quá các bạn không dám lên đi nữa, thì các bạn có thể đi xuống bằng đường này ha. Rồi sau đó thì các bạn bơi ra lại. Đây cái đường chỗ này thì đỡ dốc hơn, các bạn có thể dễ dàng các bạn đi xuống hơn nè. Nhưng mà xuống đâu thì mình không biết nha. Rồi đi lên. Ui cao vãi. Ôi trời ơi, thằng rào bự dữ bay. Trời ơi, nguyên con báo luôn kìa các bạn ơi. Thôi chạy vô xe mình thì mình gán luôn. Ồ bên kia đó nó, ngọn núi nó nhìn nó hùng vĩ quá các bạn ha. Trời ơi là trời, cái này giống như là mình hả lên một cái ngọn núi thật là xa xôi luôn rồi đó, ở giữa một cái đảo luôn á các bạn. Mình tưởng tượng đây giống như là một cái đảo vậy đó, chứ không phải là một cái mảnh đất mà nằm ở trong thành phố gì nữa đâu. Hoặc là các bạn có thể liên tưởng tới là các bạn đang ở trên sao Hỏa. Đây các bạn ấy, ở đây cũng có một cái hồ nè, đó nước thì từ trên núi chảy xuống ha, rất là trong xanh mát lạnh luôn á. Rồi phải chi mình cũng được đi vào mấy cái chỗ giống vậy nè. Mình nói với các bạn là quên đường về luôn, mình không về luôn đó các bạn. Nhưng mà ở trong đây không về thì tối khá là nguy hiểm. Ai he he, trời ơi bạn nhìn thấy đẹp chưa, ở bên kia là ngọn núi cao nhất trong vịnh Hạ Long thôi các bạn ha.
tiếp tục đi lên thôi các bạn ơi. Quá là cao và to các bạn, khá là bự. Chạy hả mày, chạy hả mày, này thì chạy hả, chạy hả. Mình cho lên đường luôn các bạn ơi. Ôi ôi, ở trên này có chiếc xe máy nữa. Ôi các bạn thấy cao chưa các bạn, mình công nhận mình cũng nể phục mấy anh leo núi thì ghê thiệt chứ. Có một cái ba lô và hai cái chân. Ê, chết tôi rồi anh em ơi, tôi lo nói chuyện anh em mà. Ê, đừng có vậy nha. Ê anh em ơi, chết rồi, hai anh em kia ngồi đằng sau làm sao đây. Trời ơi, mình tưởng đi luôn nguyên cả nhóm rồi chứ. Anh em tôi đâu rồi? Anh em ơi, trời ơi, anh khương áo xanh đây rồi, anh khương áo đỏ đâu? Trời ơi, mà tai nạn rất là hy hữu luôn các bạn ơi. Trời ơi, ai cho anh khương áo đỏ nằm đây nè. Trời ơi, chết mà phải chết Sole nó mới chịu đó các bạn. Áo đỏ nằm đây, áo xanh thì nằm ở dưới. Trời ơi, trời thiệt luôn. Cái đây là ngoài ý muốn nha các bạn, chứ không phải là tại mình đâu. Thôi không sao, còn 4 thành viên thì cũng ok nha các bạn. Trời ơi, thật là tội nghiệp. Vãi linh hồn. Rồi, qua đây các bạn ơi. Đây, cái chỗ này là chỗ ngắm ma rất là nổi tiếng trong người ta năm nè. Mà hai khứa này á, thì chưa có được ngắm ma bao giờ hết á. Nên là ngày hôm nay là mình phải cho hai khứa này qua bên đó để ngắm ma nha các bạn. Mình không biết ý tưởng này của mình là nó có ok hay không, nhưng mình nghĩ mấy anh sẽ thích ha. Trời ơi, đi thì đánh quỷ đường vòng này cho nổi. Mới đi qua đây mới được quẹo nè. Ok, mấy anh em ngồi trong xe thì khá là an toàn đó. Nè, gãy cây nè, gãy luôn cái cây cọc nè. Rồi, ok các bạn luôn. Đây chính là chỗ mà ma nữ nó sẽ xuất hiện nè các bạn. Mình nghĩ á, là những khứa này chắc không sợ ma đâu các bạn ha. Mà cho dù có gặp ma thì mấy ảnh hả, gọi là bật flash lên mấy ảnh hả, cứ vô tư mà em thôi à các bạn. Là chạy chạy mắt trộm để luôn á. Đây, mình sẽ chỉ với các bạn thấy cái chỗ ma nằm đâu nha. Đi mấy khứa ơi, bây giờ mà chơi cặp luôn đi các bạn ơi. Đây nha các bạn, tuần mà buổi tối nó sẽ đứng đây nha. Rồi ok, anh em mình sẽ đợi các bạn ơi. Anh em mình sẽ đợi tới trời tối rồi sau đó anh em mình vô xem thử. À thực có ma nữ đó hay không ha. Trời ơi, con xe mình đậu ở mấy chỗ hả, nhìn nó rất là trang nghiêm luôn kìa. Cái này á, quên gài số đó các bạn, lên đề mãi một cái là về với ông bà luôn á. Cái này không có đỡ được đâu các bạn ơi. Coi nè, dốc bị gắt luôn, nó lăn xuống tới biển luôn. Rồi, giỡn thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đứng đây để mình đợi ma nữ nha. Còn hải đăng thì nằm dưới kia kìa các bạn thấy không. Đó là hải đăng ha. Rồi ok các bạn, trời ơi mình không thấy gì luôn á. Để mình lấy cái đèn các bạn ha. Không biết thằng nào luôn á. Rồi đi anh em ơi, bây giờ mình sẽ qua bên kia mình coi thử ha. Để mình chỉ đâu mình cứ quên mất tiêu rồi. Đấy rồi. Ha. Rốt cuộc thì mình đã thấy được ma nữ rồi các bạn ạ. À. Đi anh em ơi. Đúng là cầu được ước thấy các bạn ha. Đây chính là ma nữ. Ha. Trời ơi. Đây là lần đầu tiên mấy khứa xanh thấy ma nữ luôn á các bạn. Nhìn thì đẹp nhưng mà làm ma rồi thì xấu quá, ghê quá. Hello, chào ma nữ mặc bộ bikini rất là dễ thương nha. Hello, cái đầu của mấy anh đó. Trời ơi là trời, tôi là ma nữ đó mấy anh, chứ không phải là một bức tượng hay là một bức tranh gì.
Mà các anh nó tối ngày cứ lên đây tìm ma nữ hoài. Tôi cần sự riêng tư chứ. Trời ơi, ma nữ mà cũng cần sự riêng tư hả bà nói? Riêng tư cái thá gì? Bà có riêng tư cỡ nào chăng nữa thì ai đi qua đây á, bao giờ này cũng gặp bà hết trơn á. Trời ơi, tôi mệt với quấy người quá thiệt luôn á. Sống cũng không được yên, mà chết á thì cũng không được nhắm mắt đó mà. Chắc người thấy con mắt của tôi không? Đó là do sự mất ngủ đó các người biết không? Tại vì tôi thức cả đêm mà tới sáng tôi mới đi. Ban ngày tôi đâu có ngủ được. Trời ơi là trời. Mấy anh ơi, làm ơn mấy anh đi giùm đi. Nguyên ngọn núi này á, tôi bào hết rồi. Tôi cần sự riêng tư mấy anh hiểu không? Không là không ha. Ngày hôm nay gặp được ma nữ, ngu gì mà tụi tôi đi chứ hả? Ngắm cho đã. Đấy, cho chụp ở vài tấm hình nha, ma nữ xinh đẹp dễ thương nha. Nè, cười lên cười. Ồ yeah, quá đã các bạn ơi. Đã chụp hình được một tấm ma nữ rất là đẹp và dễ thương. Thôi chụp gì đó không nội. Chụp tấm thôi, chụp quả là đó. Thôi cảm ơn nha. Bye bye. Lần sau gặp lại. Gì có lần sau nữa hả? Rồi chụp hình á, người có trả tiền cát xê cho tôi không? Mà thôi khỏi đi, mấy anh khỏi cần lại đây lần nào nữa hết là tôi vui rồi. Trời ơi, lâu lâu mới gặp mà, không phải gặp hoài đâu. Khó chịu quá vậy. Chết rồi làm ma, dễ chịu chút đi. Đấy, đi thôi anh em ơi. Nên coi vậy được rồi, cho đứng ra đi. Coi bộ ma thì cũng không ghê gớm vậy các bạn ha. He, đây con xe của mình. Bây giờ trời tối quá mình không có xuống núi được nha các bạn. Mình đành đứng ở đây. Đợi trời sáng mình với anh em mình sẽ bắt đầu đi xuống núi thôi. Đây anh em mình đây. Chịu khó đứng chung nhưng mà nữ xíu nha. Ta vậy chắc nó cũng không làm gì mình tụi mình đâu. Ok các bạn, và như vậy thì Khứa Xanh và Khứa Đỏ đã có một cuộc trò chuyện và gặp mặt ma nữ khá là, nói sao ta, khá là không biết là nữ hay là gái bình thường nữa. Nhưng mà video của mình sẽ xin tạm dừng tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình nha. Nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến thì các bạn cứ comment ở bên dưới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.